Để thiết lập sơ đồ tổ chức cho doanh nghiệp trước khi sử dụng hệ thống phần mềm, anh chị sẽ vào phần nhân sự này và thiết lập các phần chi nhánh, phòng ban, chức vụ, chức danh và nhóm kinh doanh. Click vào phần chi nhánh, cập nhật thông tin mới bằng cách nhấn làm mới. Để thêm chi nhánh, click nút thêm, nhập các thông tin liên quan. Lưu ý, anh chị có thể nhập mà sử dụng nút tab này để thao tác cho nhanh nhất. Sau đó nhấn nút Enter thì phần mềm sẽ tự động lưu phần thông tin vừa cập nhật. Nếu muốn thêm hình ảnh đại diện cho chi nhánh, click chuột phải chọn Load và chọn hình ảnh. Để sửa, chọn chi nhánh, nhấn sửa, cập nhật thông tin liên quan, sau đó nhấn Enter để lưu lại. Để xóa, click chọn chi nhánh, nhấn nút xóa. Đối với phần thiết lập phòng ban, chức vụ, chức danh và nhóm kinh doanh đều tương tự như nhau. Click chọn phòng ban, đặt chuột vào đây, sửa thông tin. Nếu muốn thêm phòng ban mới, nhập dữ liệu vào đây. Và nếu như anh chị muốn bỏ phòng ban này thì lựa chọn phòng ban, sau đó nhấn nút Delete trên bàn phím, chọn Yes. Trong trường hợp phòng ban này đã được sử dụng và phân quyền cho các nhân viên thì anh chị sẽ không thể xóa được phòng ban đó trên hệ thống phần mềm. Sau khi cập nhật thông tin xong thì nhấn nút cập nhật. Riêng phần nhóm kinh doanh, nếu đơn vị nào mà số lượng nhân viên kinh doanh lớn và chia thành từng nhóm kinh doanh nhỏ thì anh chị mới cần thiết lập phần này. Còn nếu như bên anh chị không sử dụng đến phần phân chia nhóm kinh doanh nhỏ thì sẽ không cần cập nhật thông tin. Để được hỗ trợ chi tiết thêm, vui lòng liên hệ với website azshop.vn hoặc hotline 0934 457 589.